cô gái, đừng chạy mà. Đừng chạy, đừng chạy. Nè nè, em gái à, chạy chậm một chút đi. Chậm thôi. Nè, từ 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 từ. Cứu tôi với, đừng có chạy mà. Từ từ thôi, có chừng té đó. Cứu tôi với. Các người muốn làm gì? Không được qua đây, mau tránh ra. Cô gái, đừng có sợ. Anh trai chỉ đùa một chút thôi, không làm hại tới cô đâu. Mau tránh ra. Em cầm dao như vậy làm người ta sợ đó. Mau bỏ dao xuống đi, đừng để mình bị thương. Thả tôi ra. Cứu tôi với. Cứu tôi. Cô gái, cô không sao chứ? Ai bên đó vậy? Mau theo tôi. Đứng lại. Đứng lại. Không được chạy. Đứng lại. Mau đuổi theo. Đứng lại. Không được chạy. Đứng lại. Bắt hắn lại đi. Nhanh lên. Đứng lại. Mắc hắn lại đi. Ra đây. Cô là người gì à? Hoa tử. Cô tên là gì? Tên của tôi. Nhà cô ở đâu? Nhà tôi. Nè nè nè. Cô gái. Cô gái, tỉnh lại đi. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Vết thương không nhẹ đâu. Tiểu Lý à, có. Mau dẫn anh ta đi thay thuốc. Được rồi, anh qua kia thay thuốc đi. Được rồi, anh qua đây.
Anh thấy khó chịu ở đâu sao? Sau lưng của tôi có vết thương. Tiểu Ngô, có, qua đây. Đưa anh ấy vào trong xem thử. Theo Quế vào trong xem thử vết thương đi. Anh vào trong đây. Đây, anh ngồi xuống đi. Bỏ cái túi xuống. Mở ra đi. Từ từ thôi. Từ từ. Trời đất ơi, đã làm mũ rồi. Sao anh lại bị thương như vậy? Vì cứu người nên đã ngã từ sườn núi xuống. Ngã xuống bị thương. Cái này không giống ngã bị thương, ngược lại giống vết thương bị đạn bắn. Bác sĩ à, tôi xin anh đó, mau cứu tôi đi. Trong túi của anh có tiền không? Có, tôi còn một ít đồng bạc. Vậy được, anh ở đây chờ một chút. Chúng tôi ra ngoài chuẩn bị một chút, lập tức chữa trị cho anh, được không? Cảm ơn, được rồi, anh đừng sốt ruột. Tiểu Ngô, cô ở đây canh chừng anh ta. Tôi đi báo tin cho cảnh sát. Vết thương trên người của hắn khẳng định là vết thương bị đạn bắn, nếu không chừng là do thám của đạn cách mạng. Vậy anh mau tranh thủ dẫn người về đây. Tôi có một chút sợ đó. Không sao đâu, hắn bị thương nặng như vậy, một mình cô ở đây vẫn có thể đối phó với hắn. Đi đây. Anh đừng sốt ruột, bác sĩ ra tìm thuốc, lấy thêm ít thuốc. Nhanh thôi sẽ về phẫu thuật cho anh. Anh là người ở đâu vậy? Tôi nghe anh nói tiếng Hán rất là tốt. Tôi là người Di. Vậy anh nhất định là từ Miệng Thự tới rồi. Ai đó? Cô làm gì ở đây? Chỗ này không tốt, không thể trị bệnh. Cô làm gì ở đây vậy? Mau đi theo tôi. Cô gái này cô làm gì vậy? Anh ta là bệnh nhân của chúng tôi mà. Tránh ra đi. Đi. Cô đừng có làm loạn mà. Anh ta không thể đi với cô được. Im lặng ở đây cho tôi. Anh, đi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Chậm một chút đi. Nè nè, cô buông tôi ra đi. Cái cô này, cô có chuyện gì vậy? Hả? Sao cô cứ một mực đi theo tôi, còn không cho người ta trị thương cho tôi nữa? Phòng khám bệnh này là phòng khám xấu, người bên trong toàn là người xấu thôi. Cô đừng có nói bậy, người ta đồng ý trị thương cho tôi mà. Tảng đá không thể lấy làm gối, người Hán không thể làm bạn. Người Hán như vậy, mà anh cũng tin sao? Người ta đối với tôi rất là tốt, còn đồng ý trị thương cho tôi mà. Sao tôi lại không tin người ta chứ? Tôi nói cho anh biết, vừa rồi là hắn chạy đi đến đội cảnh vệ để báo người tới bắt anh đó. Nói là vết thương trên người của anh là bị đạn bắn trúng. Họ nghĩ anh là Hồng Ma Quân nên phải bắt giữ. Có chuyện vậy sao? Chính tai tôi nghe được mà. Tôi không tin anh ta làm vậy. Mau lên, phía sau kìa, mau lên. Kìa, mau, nhanh đi. Đâu rồi, hả? Ngay phía trước kìa. Được, mau lên, nhanh. Đi. Mau. Đi. Sao cô cứ một mực đòi theo tôi hoài vậy? Bởi vì anh đã cứu tôi. Tôi muốn cảm ơn anh. Được rồi, coi như là cô muốn cảm ơn tôi đi. Vừa rồi ở phòng khám là cô đã cứu tôi rồi. Hai chúng ta coi như què nhau. Cô không cần theo tôi để làm gì. Không được, tôi muốn đi theo anh. Aethi, tôi đã nói với cô rồi, tôi có việc. Tôi phải hoàn thành nhiệm vụ mà thủ lĩnh giao cho tôi. Cô không thể đi cùng tôi được. Điều cô cần làm bây giờ chính là mau về nhà đi.
Nhưng mà tôi không có nhà để về. Vậy cô không phải... Không phải cô đi với anh và cha của cô sao? Họ bị sát hại thì cô vẫn còn người nhà mà. Mẹ của cô đâu? Cô cũng có nhà của mình chứ. Tục ngữ nói hầu tử dựa vào rừng rậm, người di dựa vào nhà. Chỉ cần nhà của cô vẫn còn, cô có thể về đó sống với họ mà. Không có. Tôi không còn ai hết. Nếu anh không cho tôi đi theo anh, tôi tự kết liễu đời mình vậy. Nè, cô dừng lại đi. Cô nói rõ hết mọi chuyện đi được không? Cô làm sao vậy? Cô đứng lại. Cô nói chuyện rõ ràng đi được không? Sao cô lại muốn đi chết chứ? Tôi không muốn nói. Bộ đầu óc cô bị bệnh rồi hay sao vậy? Hả? Lúc thì cô một hai nhất định phải theo tôi, lúc thì cô lại chẳng nói gì, một hai đòi chết. Cô bị làm sao vậy? Chuyện của tôi không cần anh lo. Anh tránh ra đi, chuyện của tôi không cần anh lo. Cô đừng làm càn. Thân thể của chúng ta là do cha mẹ cho, tổ tiên của chúng ta trên trời đang nhìn đó. Cô làm vậy thật chẳng có tương lai gì. Tôi không có tổ tiên, không có cha mẹ. Anh tránh ra đi. Cô không xứng đáng làm người di. Người di chúng tôi không có ai giống như cô hết. Nếu biết cô không quý trọng sinh mạng, tôi đã không thèm cứu cô rồi. Được rồi, đừng khóc nữa. Được rồi, đừng có khóc. Phim được dịch Thuyết Minh và lồng tiếng tại Phim TV. Được rồi, đừng khóc nữa, hả? Mọi chuyện đã qua hết rồi. Đừng khóc nữa. Bên Hứa Kiến Sương có tin tức gì không? Tạm thời vẫn chưa có. Tôi đoán bên Hứa Kiến Sương hiện giờ vẫn nên quan sát thái độ của hắn. Lần này chúng ta không thông qua Lưu Văn Quy, trực tiếp thông qua nội tuyến của chúng ta gây áp lực cho hắn, để cảnh cáo Hứa Kiến Sương. Nếu hắn có thể thành công giữ được Thành Đức Sương thì cho hắn làm trung tướng lục quân, nhận quân chương Thanh Thiên Bạch Nhật, thưởng 50.000 đại dương. Đồng thời cũng gửi mật điện cho Lưu Văn Quy để hắn điều động Lưu Nguyên Đường bí mật tới tiếp diện Đức Sương. Lần tiếp diện này trên thực tế là gây áp lực cho Hứa Kiến Sương. Quý viện trưởng vừa ra quy vừa ban ơn, nhất định sẽ dẫn tới hiệu quả rất tốt. Vậy tôi sẽ đi làm ngay. Được rồi, anh đi làm đi. Được. Cậu nói các cậu bị đánh lén. Phải. Bọn họ thừa dịp tới đưa cơm đã trà trộn vào điểm quả lực. Chúng tôi đang ăn cơm bị đánh tới trở tay không kịp. Vô dụng, tại sao không đánh trả? Nữ trưởng à, bọn họ hành động quá nhanh, chúng tôi không kịp phản ứng gì, đã bị tước đi vũ khí. Bọn họ tới bao nhiêu người? Đoán chừng là 100-200 người. Điểm quả lực toàn bộ bị bao vây. Hồng quân không tốn một viên đạn đã có thể lấy được pháo đài kiên cố của các cậu rồi. Phải. Tôi nghe
Tên đội trưởng dẫn đầu quân cách mạng nói bọn họ là đội tiền trạm của Hồng quân, còn có tiểu đoàn trưởng nữa. Người của các cậu đều về đây hết rồi hả? Không thiếu người nào, toàn bộ đều đang ở ngoài thành. Họ thả chúng tôi về đây. Tới báo cáo với doanh trưởng của các cậu, để doanh trưởng phụ trách của các cậu tiến hành chỉnh biên lại đội ngũ. Rõ. Liệu trưởng, tình hình có vẻ không được tốt cho lắm. Hồng quân đã tới ngoài thành Đức Xương, còn không tốn viên đạn cây súng nào là đã tiêu diệt được một pháo đài kiên cố của chúng ta rồi. Điều này cho thấy không thể xem thường sức chiến đấu của Hồng quân. Lần này xem ra là không thể đánh được rồi. Nếu không, lữ đoàn 16 mà tôi vất vả gây dựng lên sẽ bị quý hoại trong chốc lát. Ý của lữ trưởng là tôi chuẩn bị rút quân, cho toàn quân kéo tới Tây Xương. Lữ trưởng, lữ trưởng, tuyệt đối không thể làm như vậy. Hiện tại Đức Xương là mục tiêu công kích, rất nhiều ánh mắt đang chằm chừng vào anh. Lưu Văn Quy ở Nhã An, Lưu Nguyên Đường ở Tây Xương, cả Tưởng Chí Thạch ở Côn Minh cũng đang nhìn vào anh. Nếu như bây giờ anh rút lui, vậy thì tương lai sáng lạng của anh coi như bị quỷ trong chốc lát. Nếu tôi không rút quân, tôi sẽ có lỗi với lão quân trưởng. Đồng thời, cả chúng liếng tôi có cũng bị tổn thất gần như chẳng còn gì. Như vậy tương lai của tôi càng không có nơi để sống yên ổn. Nếu là như vậy, thà tôi cùng chung sống hòa bình với quân cách mạng, hỗ trợ lẫn nhau. Thư gửi Hứa Kiến Sương. Cậu nhìn đi, đây là lão quân trưởng tự tay viết thư cho tôi. Hai người bị bắt giam hôm trước là tới đưa thư của lão quân trưởng. Từ đầu tôi đã biết hai người đó là tới đây làm nhiệm vụ rồi. Nếu lữ trưởng đã nói rõ mọi chuyện đối với tôi, vậy tôi cũng rõ ngọn nguồn với lữ trưởng. Vào một giờ trước đây, quý viên trưởng tưởng tự mình gửi điện báo cho tôi, hứa rằng nếu lữ trưởng Hứa có thể giữ vững Đức Xương thì thăng lên cho anh làm trung tướng lục quân, được trao quân chương thanh niên Bạch Nhật. Quý viên trưởng gửi điện báo cho cậu. Lữ trưởng, có lẽ anh vẫn không thể ngờ tới tần bộ chương tôi còn có một thân phận khác. Trung tá quý viên đặc biệt của hội quý viên quân sự tối cao, chuyên bí mật thanh tra hành vi của các trưởng quan ở địa phương. Cậu lại do Nam Kinh phái tới à? Đúng ra lữ trưởng nên biết điều này từ lâu. Một lữ trưởng lữ đoàn 16 lớn như vậy, sao lại không có đặc phái viên ở bên cạnh chứ? 5 năm trước tôi gia nhập lữ đoàn 16 là vì nhiệm vụ đặc biệt này mà đến đây. Hiện tại đã tới lúc cháy nhà lôi ra mặt chuột. Quý viên trưởng hối thúc tôi muốn anh phải giữ vững Đức Xương, không được rút quân. Nếu như tôi vẫn kiên quyết rút quân, vậy cậu định làm gì tôi? Biện pháp mà, đương nhiên là có. Có điều tôi không thể ngờ là lữ trưởng lại đi đến mức này. Xin rửa tay lắng nghe. Vợ và con của anh hiện giờ đang ở trong tay của tôi. Nếu như anh muốn họ được an toàn thì phải giữ vững được Đức Xương. Tần Bội Chương, cậu giấu vợ con tối nơi nào rồi? Có tin tôi bắn chết cậu không? Tốt nhất lữ trưởng nên tỉnh táo lại. Súng này nếu lỡ bị bóp cò cũng không phải là việc tốt gì đâu. Vợ và con của anh hiện giờ đã được bảo vệ bí mật. Anh chỉ cần giữ vững được Đức Xương, tôi bảo đảm vợ con anh không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu anh lại dám không đánh mà lui, vậy thì tôi không thể đảm bảo được an toàn của họ. Lữ trưởng, tôi khuyên anh vẫn nên bình tĩnh lại, suy nghĩ cho kỹ càng. Cứ phải ở đây, tôi sắp kiệt sức luôn rồi. Chúng ta làm gì bây giờ? Chúng ta cứ ở đây chờ chết sao? Ai nói chúng ta ở đây chờ chết? Chúng ta đang chờ Hứa Kiến Sương đưa ra quyết định sau cùng. Đã một ngày một đêm rồi, tôi lệnh chắc chắn chờ tới sốt ruột luôn rồi. Gấp gáp thì làm được cái gì? Tôi đã gửi tin ra ngoài rồi. Tôi nghĩ tư lệnh nhất định sẽ có biện pháp. Mở cửa ra. Rõ.
Anh ra ngoài đi, không có lệnh của tôi, ai cũng không được vào. Rõ. Liễu trưởng Hứa, hai vị anh em thật sự đã khiến cho hai anh chịu uất ức rồi. Chúng tôi tới đưa tin cho tư lệnh, có bị nhốt một chút cũng không là gì. Nào, ngồi xuống đi. Được rồi, nào, ngồi đi. Tư lệnh Lưu Minh Thành là lão quân trưởng của tôi. Anh ấy có ơn với tôi. Lần này lão quân trưởng tự mình viết thư kêu tôi rút quân nhường đường. Theo lý mà nói, tôi nên làm theo. Nhưng mà tôi cũng đang có một chút khó khăn khó nói. Sau khi cân nhắc kỹ càng, đành phải phụ lại ý của lão quân trưởng. Lát nữa tôi kêu đại đội phó Triệu đưa hai anh ra ngoài thành, xin giúp tôi về tạ tội với lão quân trưởng, nói là Hứa Kiến Sương tôi có lỗi với anh ấy. Chuyện này Thiên Tuấn, ngồi xuống đi. Nếu Lữ trưởng Hứa đã quyết định như vậy rồi thì chúng ta cũng không nên ép anh ấy. Đúng vậy, nhưng tôi có thể cảm nhận được trong lòng của anh đang rất mâu thuẫn. Anh có thể nói hết những lời chất chứa trong lòng với tôi không? Như vậy thì chúng tôi khi trở về rồi cũng dễ ăn nói hơn với tư lệnh. Có lẽ các anh hoàn toàn không ngờ Tưởng Giác Thạch đối với những trưởng quan ở các địa phương giám sát nghiêm ngặt ra sao. Vừa rồi tôi mới biết được phó quan thân cận đi theo tôi 5 năm nay lại là đặc vụ của hội quý viên quân sự cấp cao. Mỗi lời nói hành động của tôi nhất cử nhất động đã bị quý viên trưởng khống chế từ bên trong. Một tên đặc vụ vậy thì có gì đâu sợ. Hiện giờ anh đã có binh lực hùng hậu rồi còn gì. Hắn đã bắt vợ và con tôi để làm con tin. Nếu tôi tự tiện rút quân, họ sẽ giết vợ con tôi ngay lập tức. Tôi nên làm sao đây? Anh nói đi, tôi có thể làm gì đây? Đúng là một đám hỗn trướng. Bọn họ làm vậy không phải là con người mà. Các anh vẫn nên trở về đi. Ở đây tôi có một lá thư, xin giúp tôi gửi cho lão quân trưởng, nói rằng vì tính mạng của vợ và con của mình, xin thứ lỗi Kiến Sương không thể tuân lệnh. Lữ trưởng Hứa, Lữ trưởng Hứa, tôi nhìn ra được anh là người có tình có nghĩa, cũng là người có trách nhiệm với gia đình. Vậy đi, anh mặc kệ có rút quân hay không, chúng tôi vẫn tôn trọng sự lựa chọn của anh. Nhưng bọn họ lại đem vợ và con của anh giấu đi, xem họ như con tin để trấn áp anh. Chuyện này là quá đáng rồi. Nếu chúng tôi đã biết rồi thì sẽ không bỏ mặc không lo. Tôi hy vọng anh có thể cho chúng tôi một cơ hội. Tôi sẽ dẫn tiểu đội của mình cứu vợ và con của anh, đưa họ trở về an toàn. Lữ trưởng Hứa, anh hãy kêu đại đội phó Triệu đưa chúng tôi ra ngoài ngay. Ngay trong đêm chúng tôi sẽ cứu họ ra ngoài. Được rồi, tôi cho phép cô đi theo tôi đó. Bây giờ cô cũng nên kể cho tôi nghe chuyện nhà của cô đi. Nhà tôi là ở thôn Đại Đôn, Việt Tây. Tôi với cha mẹ của mình chỉ lo trồng trọt săn bắn, cuộc sống trôi qua không tốt cũng không sống. Năm ngoái mùa đông, bên trại chúng tôi có kéo tới một đoàn ngựa thồ. Trong đó có một người làm tên là Mộc Quả. Anh ta cao lớn tuấn tú, lòng dạ hiền lành, nên tôi đem lòng thích anh ấy, định cùng với anh ấy kết hôn. Nhưng mà cha và mẹ của tôi kiên quyết không đồng ý. Đây cũng là điều bình thường thôi. Cha mẹ của bất kỳ ai cũng đâu muốn con gái của mình lấy người trong đoàn ngựa thồ. Nhưng mà tôi vẫn liều lĩnh thích Mộc Quả, không chịu rời khỏi anh ấy. Sau đó tôi quyết định đi cùng với Mộc Quả rời khỏi quê nhà. Cô là cô gái bỏ nhà đi đó sao? Cha của tôi phát hiện chúng tôi bỏ trốn nên liền đuổi theo. Lúc ở Lô Cô, cha đã nói chuyện với tôi rất thận trọng, nhưng mà tôi vẫn giữ nguyên ý định, kiên quyết không về. Cha nói với tôi không quay về cũng được, nhưng phải cắt đứt quan hệ với nhà của mình, mãi mãi cũng không được trở về quê nhà. Cô có đồng ý không? Sau đó thì sao? Sau đó tôi đi theo đoàn ngựa thồ của Mộc Quả đi xuống phía nam. Lúc chúng tôi đi qua phường Quảng Lĩnh ở Đức Xương thì đoàn ngựa thồ bị thổ phỉ tấn công.
Một quả dẫn đầu mọi người anh dũng chống trả, cuối cùng bị thổ phỉ hại chết. Hóa ra là như vậy. Hèn gì cô lại nói cô không còn nhà nữa. Tôi lang thang một mình ở trong rừng cũng được gần một tháng. Tôi không biết mình nên đi đâu. Và đúng ngay lúc đó, anh đã cứu tôi. Tôi liền nghĩ, đây có lẽ là thần linh ban ơn cho tôi. Dù là đời này có bắt tôi làm nô lệ của anh, tôi cũng muốn đi theo anh. Tôi nghĩ chuyện này có thể là kết cục của tôi. Thật không ngờ cuộc đời của cô lại long đong như vậy. Tôi là một con chim tước bị bẻ gãy cánh, chỉ có thể lưu lạc nơi núi rừng. Anh dẫn tôi đi theo đi. Những gì tôi nói đều là sự thật. Anh có thể mang tôi về nhà để tôi làm người hầu cho anh. Anh chỉ cần cho tôi ăn cơm, cho tôi chỗ để ngủ, tôi sẽ chuyên tâm hầu hạ anh. Được rồi, được rồi, cô đừng có nói nữa. Cô không phải là khoa tử, tôi cũng không thể đối đãi với cô như vậy được. Cho dù anh có đối đãi với tôi ra sao, anh đã từng cứu tôi, anh chính là chủ nhân của tôi. Được rồi, được rồi, đi ngủ sớm một chút đi, sáng sớm ngày mai còn phải lên đường nữa. Tình hình chính là như vậy. Tôi phải bấm bụng nói quá lên, còn có thể cứu được hay không, trong lòng của tôi vẫn không nắm chắc. Xem ra Hứa Kiến Sương này đã rất chán ghét bọn thống trị của Đảng Quốc Dân. Bây giờ lại còn bắt người nhà của hắn làm con tin, nên có nhiều chuyện hắn cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại với tình thế như vậy rất có lợi với chúng ta. Tham mưu Hồng nói rất có lý. Nếu như ngay trong tối nay chúng ta có thể cứu được người nhà của Hứa Kiến Sương từ trong tay của những tên đặc vụ kia, tôi nghĩ chuyện Lữ trưởng Hứa Trúc Quân sẽ có xoay chuyển. Vậy chúng ta cũng không nên nói nhiều, giờ phải làm ngay. Đồng chí Lão Lý, anh là người ở đây, đối với tình hình này anh hiểu khá rõ, cho chúng tôi ít ý kiến đi. Chuyện tên Phó Quan Tần là đặc vụ, còn nói sao tôi cũng không thể ngờ tới. Nếu hắn đem nhốt người nhà của Lữ trưởng Hứa thì có lẽ sẽ không rời khỏi Đức Xương này. Đúng rồi, chắc chắn chỉ ở chỗ nào đó trong thành thôi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Hắn phải nhốt người ở một nơi mà hắn có thể lui tới. Nếu như vậy thì có thể ở đâu? Thời gian quá gấp, không thể vào thành trinh sát dò la. Có khi nào nhốt trong lữ quán ở thành Đức Xương không? Thành Đức Xương có hơn 10 lữ quán. Bây giờ đã hơn nửa đêm, chúng ta không thể tới từng nơi tìm người. Chờ trời sáng đi. Trời sáng là không kịp nữa rồi. Tôi cảm thấy các anh cứ ở đây đoán tới đoán lui, khẳng định là không đoán ra được. Không phải là chúng ta có câu nói muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông? Cuối cùng là muốn nói cái gì? Anh đừng ngắt lời, anh nói hết ý đi. Nếu như người là bị chó đặc vụ Phó Quan Tần giam giữ, tới giờ hắn mới lộ mặt, chắc chắn khó có ai biết được chuyện hắn làm. Tôi cảm thấy tối nay chúng ta cứ đi tìm Phó Quan Tần, tìm hắn hỏi rõ ràng chuyện này, không phải được rồi sao? Tên nhóc này được lắm. Chuyện đơn giản như vậy sao chúng ta lại không nghĩ ra chứ? Vậy làm phiền đồng chí Lão Lý dẫn chúng tôi vào thành để tìm Phó Quan Tần. Minh Thành, Trần Tùng Lâm đã tới tụ họp với tiểu đội trinh sát rồi. Trần Nhất Nam đã được Hứa Kiến Sương thả ra. Trần Nhất Nam hiện đang tranh thủ làm một việc cho Hứa Kiến Sương. Tiểu đội một lần nữa lại vào thành để nghĩ cách cứu người nhà của Hứa Kiến Sương. Trên thực tế là Trần Nhất Nam đang đi một nước cờ nguy hiểm. Vợ và con của Hứa Kiến Sương hiện giờ đang bị bọn đặc vụ giam giữ. Nếu bây giờ cậu ta vào thành nghĩ cách cứu họ ra, chuyện này có thể sẽ gây phiền phức lớn cho Hứa Kiến Sương. Đồng thời tính mạng các đồng chí của chúng ta cũng rất đáng lo. Có cần tôi gửi điện báo kêu họ tạm thời đừng hành động không? Sợ là không kịp nữa rồi. Tôi đoán lúc này họ đã vào thành. Đi thôi, phía trước rẽ phải là tới nhà Phó Quan Tần. Được rồi, đi. Đây là nhà của Phó Quan Tần. Bên trong có ánh đèn,
Phó Quan Tần chắc lại đang ở nhà. Ba người các anh leo tường vào trong, chúng tôi sẽ vào cửa chính gặp hắn. Khoai Tây, ở đây canh chừng. Rõ. Những người khác đi theo tôi. Hành động. Đi. 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 Nào, cạn, uống. Phó Quan Tần quả nhiên là đặc phái viên. Anh là chân nhân bất lộ tướng. Thứ lỗi cho người anh em này đúng là dùng về. Có mắt mà không biết Thái Sơn, không nhìn ra thân phận thật sự của anh. Thật kính, thật kính rồi. Đừng nói là đội phó mã không nhìn ra. Cái lữ trưởng Hứa nhiều năm như vậy cũng đâu thể nhìn ra tôi. Anh em tôi thực sự bội phục. Bội phục. Lần này nếu không phải quỷ chiên trưởng gấp đến đỏ cả mắt, cũng sẽ không dùng tới tôi đâu. Không chừng tôi còn phải ở nơi thâm sơn cùng cốc này nghỉ ngơi thêm 3 tới 5 năm nữa cũng không chừng. Lần này tốt rồi, anh lập công lớn như vậy đã có thể một bước lên mây. Đến lúc đó mong anh đừng quên người anh em họ Mã này. Đâu có, đâu có. Đứng đi, không được động đậy. Đứng đi đi. Đứng đi. Anh muốn làm gì? Tiểu đội Hồng Quân, Phó Quan Tần, đặc phái viên Tần, chúng ta từ từ nói chuyện đi. Tôi với các người không có gì để nói. Đội trưởng, không cần nói nhiều với hắn. Trói hắn lại đi, ném lên núi cho sói ăn. Hồng Quân chúng ta luôn ưu đãi tù binh, không thể làm ra mấy chuyện này. Chỉ cần Phó Quan Tần chịu phối hợp thôi. Lão Triệu, anh nói tiểu đội Hồng Quân thật sự có thể cứu được vợ con tôi ra sao? Theo quan sát của tôi, những người Hồng Quân này đều là người có đạo nghĩa. Nếu họ đã hứa rồi, theo tôi nghĩ là có thể sẽ làm được. Tình huống Tần Bội Chương này, tôi hoàn toàn không ngờ rằng hắn lại là do đặc vụ lão tưởng cấm cài bên cạnh tôi. Uổng công tôi coi hắn là anh em. Cả chìa khóa két sắt nhà của mình tôi cũng giao cho hắn quản. Đây gọi là biết người biết mặt không biết lòng. Anh lập tức tới chỗ quân bộ truyền đạt mệnh lệnh của tôi. Toàn bộ lữ đoàn vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Lữ trưởng à, anh thực sự muốn đánh nhau sao? Tôi còn cách nào khác hay sao? Nhưng mà mau đi đi. Rõ. Được rồi. Chính sách của Hồng Quân đã nói với anh hết rồi. Hậu quả anh cũng đã rõ. Mau giao người nhà của lữ trưởng Hứa ra đây. Các người đừng tốn công sức nữa. Có đánh chết tôi cũng không nói. Chúng tôi sẽ không đánh chết anh dễ dàng vậy đâu. Tôi chỉ muốn nhắc nhở Phó Quan Tần, hãy lấy lòng so lòng. Anh bắt vợ con của lữ trưởng Hứa làm con tin là muốn khống chế lữ trưởng Hứa. Nhưng anh có từng nghĩ tới chưa, người ta cũng có thể đối xử với anh giống y chang như vậy. Anh có ý gì? Đâu có ý gì. Chúng tôi chỉ muốn nói một câu, có qua có lại. Nhắc tới tôi mới nhớ, chúng tôi vừa mới biết mẹ già của anh, vợ của anh hiện đang ở hậu viện ở phía sau. Chúng tôi hoàn toàn có thể dẫn hai người họ đi, giao họ tới chỗ của lữ trưởng Hứa để hắn tự xử lý. Có lễ mà không trả thì không được hay cho lắm. Anh nghĩ có đúng không? Đừng mà. Tôi, mẹ tôi đã lớn tuổi rồi, không chịu được sự dày vò đâu. Tôi xin các anh, vậy thì mau giao vợ con của lữ trưởng Hứa ra đây. Tôi nói, ở đường Thành Nam, nhà số 125.
Đội trưởng, các anh muốn làm gì? Chị là Hứa phu nhân phải không? Là tôi. Các anh là ai? Chúng tôi nhận lời ủy thác của Liễu trưởng Hứa tới để cứu mẹ con chị. Thủ lĩnh Lập Mạc, chúng ta lần này đánh quan gia, nhà các anh thương vong so với nhà chúng tôi chỉ nhiều hơn 3 người. Nhưng mà tôi thực sự không nghĩ tới anh lại đi tìm Đặng Tú Đình nhờ phân xử, còn muốn chúng tôi bồi thường. Tôi biết, theo lý mà nói, tôi làm như vậy là không tốt. Người Di chúng ta đánh quan gia, xưa giờ chính là sinh tử do trời, tự làm tự chịu. Bởi vì lão tổ tông đã định ra quy tắc này. Nhưng mà bây giờ đâu giống như hồi xưa, đầu năm nay mùa màng không tốt, nhà chúng tôi cũng không dự trữ gì nhiều. Hơn nữa, chúng ta giao chiến nhiều người tử vong như vậy, tôi là thủ lĩnh của họ, cũng nên đưa ra chút tiền để trấn an một chút. Nếu không, chức thủ lĩnh này của tôi sao có thể ra lệnh cho họ được? Anh là thủ lĩnh tiếng tăm lừng lẫy, thủ lĩnh Lạc Mạc, sao lại không bỏ nổi ra một chút tiền để an ủi người bên nhà của anh? Mấy lời này có lẽ người khác sẽ tin, nhưng Tiểu Diệp Đan tôi sẽ không tin những lời này. Anh thử nghĩ đi, chuyện của hai chúng ta cũng không phải là chuyện của 1-2 ngày. Bên nhà các anh có bao nhiêu tài sản tôi vô cùng hiểu rõ. Đầu óc của cậu đúng là thông minh hơn người khác. Nhưng mà lần này tôi thực sự không có lừa cậu. Trước đây nhà chúng tôi cũng có chút tài sản, nhưng vì để đối phó với Hồng Ma Quân nên tôi tới thành đô mua về một lượng lớn súng trường của Đức, còn có cả súng máy nữa. Chỉ chớp mắt một cái là đã xài hết sạch rồi. Nếu không tôi cũng không vác cái mặt dày này tới tìm cậu để đòi bồi thường. Anh giúp tôi cũng là giúp người Di chúng ta đối phó với Hồng Ma Quân. Được rồi, anh nói đi, anh cần bao nhiêu tiền? Chúng tôi chết nhiều hơn 3 người, mỗi người là 100 đồng. 300 đồng. Được, anh cho tôi thời gian là 2 ngày, tôi sẽ quay về suy nghĩ một chút. Không thành vấn đề, uống thôi. Uống cạn, uống cạn. Ba trăm đồng đại dương này không thể đưa cho hắn ta. Tại sao vậy? Thứ nhất là phá hỏng quy tắc của tổ tiên. Thứ hai, nếu như cả đánh quan gia mà cũng phải bồi thường, vậy sau này danh tiếng của thủ lĩnh sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ là thời kỳ đặc biệt, thủ lĩnh Lạp Mạc quả thật đang rơi vào khó khăn. Vì để chống lại Hồng Ma Quân, chúng ta cũng không thể phớt lờ mặc kệ. Nhưng mà thủ lĩnh có từng nghĩ tới chưa? Nếu 300 đồng đại dương kia chúng ta đổi ra thành vũ khí, sau này khi Hồng Ma Quân tới, lực lượng của chúng ta không phải càng mạnh hơn sao? Chuyện này ông vẫn không hiểu. Để chống lại Hồng Ma Quân, chúng ta không thể chỉ dựa vào một mình nhà Quả Cơ chúng ta, mà cần lực lượng của mọi người liên thủ lại. Như vậy mới có hy vọng chiến thắng. Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta về từ từ bàn lại. Được. Tư lệnh, Trung cách quân ủy gửi điện báo. Trung cách quân ủy và chủ tịch Mao hy vọng chúng ta có thể đánh thật linh hoạt, thật khéo léo. Nói thì dễ rồi, tư lệnh. Chính quỹ, bộ tham mưu của chúng tôi dựa theo địa hình bố trí binh lực của địch ở Đức Xương vạch ra một phần kế hoạch tác chiến. Chúng tôi cảm thấy vẫn có khả năng mở một lỗ hổng để đi qua khu vực Đức Xương. Cậu tạm gác lại phần kế hoạch tác chiến này đi. Trước tiên cậu giúp tôi tra ra một người trước. Điều tra người, ai vậy? Điều tra giúp tôi Liễu trưởng Liễu đoàn 16 quản lý Đức Xương thật ra là ai? Được rồi, chuyện này dễ mà. Liễu trưởng Liễu đoàn 16. Tìm được rồi,
Lữ trưởng lữ đoàn 16 tên Hứa Kiến Sương. Hứa Kiến Sương, thật sự là hắn. Quả nhiên là hắn. Tôi nhớ tới cũng chính là hắn. Đúng là quá trùng hợp. Trùng hợp. Tư lệnh, anh nói vậy là quý gì? Xem ra phải mượn câu may mắn của chủ tịch Mao, chúng ta thực sự có khả năng đách qua được Đức Sương. Hứa Kiến Sương này, năm đó khi tôi còn là quân trường quân đoàn 15 của quân Tứ Xuyên, cậu ta là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn súng ngắn của tôi. Sau khi cậu ta tốt nghiệp ra trường là tôi đưa cậu ta về quân đoàn 15. Sau đội quân đoàn chuẩn bị tấn công đàn cách mạng, Hứa Kiến Sương nhớ tới trong nhà còn mẹ già không có người chăm sóc nên mới tách ra không đi cùng. Nói như vậy anh ta là thuộc hạ cũ của tư lệnh rồi. Nếu như tôi gửi cho thủ hạ cũ một lá thư thành thật chân tình, nói không chừng cậu ta sẽ nhớ lại chuyện cũ, chừa cho chúng ta một con đường để đi. Chuyện này cũng rất có thể mà. Quá tốt rồi. Tham mưu Hồng, có, mau chuẩn bị giấy bút. Sau khi tư lệnh viết thư xong thì kêu Trần Nhất Nam bằng tốc độ nhanh nhất giao thư tới tận tay của Hứa Kiến Sương. Rõ. Đội trưởng, chuẩn bị xong chưa? Xong hết rồi. Đây là tư lệnh tự tay viết thư gửi cho lữ trưởng lữ đoàn 16 Hứa Kiến Sương. Lá thư này liên quan tới vận mệnh của toàn bộ đội quân Hồng quân chúng ta, nhất định phải trước buổi trưa cậu tới được khu vực ngoài thành Đức Sương, tự tay giao nó cho Trần Nhất Nam. Ngựa già người không được nghỉ, chuyện vô cùng cấp bách, cậu hiểu chưa? Hiểu rõ. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, mau đi đi. Được. Quỷ chiên trưởng, ngạn cập hả? Có chuyện gì sao? Quỷ chiên trưởng, tôi vừa nhận được bức điện báo là đội trưởng đội hành động đặc biệt Khang Trạch gửi từ Nhã An tới đây. Tôi cảm giác có quan hệ trọng đại cho nên tranh thủ thời gian tới gặp ngài. Điện báo của Khang Trạch sao? Phải. Là quân đoàn 24 có tin tức rồi. Tôi vẫn đang chờ tin tức của họ. Nói tôi nghe xem. Liên quan tới lữ trưởng đang giữ thành Đức Sương của quân đoàn 24, đây là tình hình của Hứa Kiến Sương. Chuyện này đúng là không ngờ mà. Quả ra Hứa Kiến Sương này là thủ hạ của Lưu Minh Thành lúc còn ở quân Tứ Xuyên. Dạng người này sao có thể trông cậy hắn ta ngăn cản quân cách mạng? Đây không phải là lấy vận mệnh của đảng quốc dân chúng ta ra làm trò đùa sao? Gửi điện báo cho Lưu Văn Quy, yêu cầu hắn lập tức rút Hứa Kiến Sương về cho tôi. Quỷ viên trưởng, tôi cho rằng làm như vậy là không ổn. Có gì không ổn? Lâm trận đổi tướng là tối kỵ của binh gia, quân tiên phong của quân cách mạng, hiện đã tới trước doanh trại của Đức Sương. Chỉ sợ là hôm nay tiếp xúc với lữ đoàn 16, lúc này để cho Lưu Văn Quy thay người, việc phòng thủ ở Đức Sương nhất định sẽ hỗn loạn. Quân cách mạng nếu phát hiện điều này nhân lúc hỗn loạn băng qua Đức Sương, vậy thì loạn thật rồi. Hơn nữa, một triều thiên tử một triều thần, Hứa Kiến Sương này tuy quá khứ từng là thuộc hạ của Lưu Minh Thành, nhưng dù sao hắn cũng bưng chén cơm của Lưu Văn Quy. Chỉ cần chúng ta làm tốt công việc, hắn chưa hẳn dám thả cho quân cách mạng đi qua. Chỉ cần hắn kiên trì từ 3 tới 5 ngày, cộng thêm có quân tiếp viện từ Tây Sương tới, quân cách mạng sợ là có một cánh cũng khó thoát. Nói rất có lý, nói rất hay. Bên cạnh Hứa Kiến Sương có người của chúng ta không? Có. Vậy tốt. Tối nay lập tức gửi điện báo cho họ, kêu họ thêm dòng kim cô lên Hứa Kiến Sương để phòng hắn và Lưu Minh Thành thông đồng với nhau. Rõ.
Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Dừng lại. Đi đâu? Tôi đến Thành Đức Xương. Thành Đức Xương, mang theo đao làm gì? Cái này à, đây là phục sức của người di chúng tôi. Người đâu đao đó? Người đâu? Mau chạy đi. Để tôi coi, anh có dám không? Anh chán sống rồi hay sao vậy? Lão Tổng, đừng có tức giận mà, đừng tức giận. Lão Tổng, tôi nghe giọng của ngài hình như là người Việt Tây phải không? Sao hả? Tôi cũng là người Việt Tây, chúng ta coi như là đồng hương rồi. Đồng hương gặp đồng hương giữa đường, thầy chị hai mắt rưng rưng, sao có thể động đao động súng được, đúng không? Gặp lão tổng sao còn không cất đao đi? Tôi với em trai của tôi đi Đức Xương làm ăn, cây đao đó của hắn chính là phục sức chứ chẳng có tác dụng gì. Anh xem có thể cho qua được không? Thói quen của người Di à? Đúng 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 đúng, chúng tôi nên tôn trọng. Qua đi. Cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đi. Đi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Chính là chỗ này. Tôi muốn đi theo con đường nhỏ này để tới hội lý. Chuyện vừa rồi tôi còn chưa kịp cảm ơn anh đàng hoàng. Anh tên là gì? Sau này tôi mang tiền tới trả lại cho anh. Tiền thì không cần, tôi không có thiếu tiền. Tên tôi là Đặng Tử Chăn. Còn anh? Tôi tên là Lạp Thiết. Người anh em Lạp Thiết, chúng ta coi như là cũng có duyên. Ở phía trước còn một đoạn đường nữa, anh tự bảo trọng. Cáo từ. Chào anh. Anh là đồng chí được tư lệnh của đội tiền trạm phái tới sao? Không sai, tôi chạy bán mạng tới đây, cuối cùng cũng gặp được các anh rồi. Mau vào trong gặp đội trưởng chúng tôi đi. Đi thôi. Nếu trận này chúng ta đánh trực diện, Hồng quân chúng ta chắc chắn thương vong sẽ rất nghiêm trọng. Các anh nhìn đi, chỗ này là lô cốt, chỗ này cũng có một lô cốt, phía nam vẫn là một lô cốt. Như vậy làm sao đánh đây chứ? Đội trưởng, người tới rồi. Đội trưởng, vị đồng chí này là điện tín viên mà bộ tư lệnh phái tới. Chào anh. Đội trưởng Trần. Chào anh, đồng chí. Tối qua chúng tôi đã nhận được điện báo, nói là anh sẽ tới. Đây là phong thư cực kỳ quan trọng. Thư gửi Hứa Kiến Sương. Tư lệnh nói anh nhất định phải đưa được thư này tới tận tay của lữ trưởng Hứa Kiến Sương. Xin chuyển lời lại tư lệnh, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Được. Lữ trưởng, tối qua sau khi dự tiệc xong, đội phó mã kia có phản ứng gì đặc biệt không? Vẫn ổn, mọi chuyện đều bình thường. Hôm qua sau khi ăn xong, đội phó mã muốn gặp vài cô gái ở túy lầu. Tôi chọn cho anh ta một người, sau đó là về ngủ tới sáng. Có lẽ giờ này vẫn còn chưa thức. Tên nhóc cậu đúng là có cách, cứ tiếp tục hầu hạ như vậy chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Phải. Chị dâu cậu đến Tây Xương chưa vậy? Sao tới giờ vẫn chưa có tin tức gì? Đúng ra tối qua phải tới rồi. Để tôi đi hỏi thử. Hay là để chị dâu gọi điện thoại về cho anh? Vậy thì không cần, ở đó không tiện gọi điện thoại. Chỉ cần biết họ bình an là được. Được, tôi đi xử lý chuyện này ngay. Khoan đã. Cậu triệu tập mọi người đến đây, chúng ta sẽ họp bàn kế hoạch tác chiến. Rõ. Phim được dịch, Phó Quang Tần. Đội phó mã. Tôi tưởng anh vẫn còn đang ngủ chứ. Sao hả? Tối qua ngủ không tệ lắm phải không? Chuyện đi ngủ này nói sao đi. Hiện tại tôi đang có một chuyện quan trọng cần nói với anh. Vậy tới phòng làm việc của tôi đi.
Đây là ngân phiếu của tiền trang Kim Đại Thông ở Thành Đô, trị giá là 1.000 đại dương. Xin nhận cho. Chúng ta bèo nước gặp nhau, không công không nhận lộc. Anh đột nhiên đưa tôi số tiền lớn như vậy, sao tôi dám nhận? Anh lấy lại thì hơn. Phó quan Tần, anh nghe tôi nói hết đã. Số tiền này anh nhất định phải nhận. Tại sao? Đại đội trưởng Khang Thạch sáng sớm hôm nay gửi gấp điện báo cho tôi, giao cho tôi một nhiệm vụ quan trọng. Đây cũng là nhiệm vụ do Quý Chiên trưởng tưởng đích thân sắp xếp. Vì để thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, tôi cần sự hỗ trợ của anh. Rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Anh đi theo Lữ trưởng Hứa đã nhiều năm, chắc anh hiểu rõ xuất thân của anh ta. Tôi đương nhiên hiểu rõ. Nếu vậy, anh từng là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn súng ngắn của quân đoàn 15 Tứ Xuyên, chắc anh cũng biết. Chuyện này đương nhiên. Vậy thì dễ làm rồi. Lữ trưởng Hứa lúc còn là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn súng ngắn thì quân đoàn trưởng của quân đoàn 15 là Lưu Minh Thành. Mà hiện giờ đại binh đang tới gần, tư lệnh của đội quân tiền trạm chính là Lưu Minh Thành. Vậy nên mới sáng sớm hôm nay, Quý viên trưởng đã giao cho tôi một nhiệm vụ. Tôi phải dùng đủ mọi cách để ngăn Lưu Minh Thành và Hứa Kiến Sương thông đồng, đề phòng Hứa Kiến Sương nhớ tới giao tình cũ cho Lưu Minh Thành một đường lui binh. Chuyện này tôi đã hiểu. Nếu quả thật đúng như đội phó Mã nói, tôi sẽ trợ giúp đội phó Mã. Nhưng tuyệt đối cũng không phải là vì số tiền 1.000 đại dương này. Tôi chẳng qua là vì tận lực cho đảng quốc thôi. Số tiền này anh cất lại đi. Tốt. Phó quan Tần quả nhiên là người thức thời. Số tiền này tôi sẽ không ép anh. Tiền tôi sẽ lấy lại. Nhưng vẫn câu nói đó, nếu để tôi phát hiện anh bao che cho trưởng quan của mình, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo với anh. Thiên Tuấn, mau lấy súng ra. Rõ. Tôi với Thiên Tuấn vào thành tìm Hứa Kiến Sương, không mang theo vũ khí. Những cây súng này sẽ do Khoai Tây bảo quản. Tất cả nghe rõ đây, ở nhà chờ tin của tôi. Canh nhất định phải nhớ kỹ. Nếu sáng sớm ngày mai tôi vẫn chưa về thì lập tức báo cáo với tư lệnh, chuẩn bị cho việc tấn công Đức Sương. Lúc tôi không qua đây, do Hắc Nha làm chỉ huy tạm thời. Rõ. Thiên Tuấn, có. Đi. Thành Đức Sương, đứng lại. Từ đâu tới vậy? Ai đó? Cậu họ bị bệnh, kêu tôi tới mượn tiền. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Hai đồng chí, các anh có chuyện gì sao? Chúng tôi có một việc vô cùng khẩn cấp đang cần anh giúp đỡ. Đừng có sáo, có việc cứ nói. Hôm nay chúng tôi muốn gặp Lữ trưởng Lữ đoàn 16 Hứa Kiến Sương. Tư lệnh Lưu Minh Thành có gửi cho anh ta một lá thư, kêu tôi phải giao tận tay cho anh ta. Việc này thì không dễ rồi. Bộ chỉ huy Lữ đoàn 16 bình thường canh phòng rất là nghiêm ngặt, canh lại cấp gáp như vậy thì càng khó có thể đi vào trong. Chúng tôi biết rõ chuyện này cũng không dễ gì, nếu không cũng không tới nhờ anh giúp đỡ. Nhưng chuyện này vô cùng nghiêm trọng, liên quan tới vận mệnh của Hồng quân, tới việc toàn quân có thể thuận lợi đi qua Đức Sương hay không. Đúng rồi, tôi có biết đại đội phó cảnh vệ của Hứa Kiến Sương. Người này họ Triệu, Thượng Quý, con người cũng không tệ, tương đối chính trực, cũng tương đối an phận. Tôi với anh ta có qua lại hai lần.
Hay là như vậy đi, tôi tới nhờ anh ta. Có lẽ anh ta có thể giúp các anh gặp được Lữ trưởng Hứa. Vậy quá tốt rồi, cảm ơn anh, đồng chí Lão Lý. Tư lệnh, ăn cơm đi. Đưa thư đi chưa? Đã đưa đi rồi. Đã tận tay giao thư cho Trần Nhất Nam. Đoán chừng tiểu đội hiện tại đang tìm cách để chuyển thư đi. Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Mau lên, tranh thủ đi. Vì chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ hồi âm của Hứa Kiến Sương. Tư lệnh ăn cơm trước đi. Ăn xong rồi đi ngủ. Cả đêm qua anh chưa chập mắt được một chút nào hết. Không ngủ được. Nếu chúng ta có thể thuận lợi đi qua Đức Sương, tới lúc đó tôi sẽ bù lại hết những gì tôi thiếu thốn vào lúc này. Đi đi. Nào, uống đi. Anh cũng uống một chút đi. Tôi không uống. Kìa, tới rồi. Đây, để tôi giới thiệu một chút. Vị này là Triệu Đức Quý, đại đội phó Triệu. Đại đội phó Triệu, hai chị này lúc nãy tôi có nói với anh đó. Ngồi đi, được rồi, mau ngồi đi. Nào, mời, ngồi đi, mời. Đại đội phó Triệu, gây thêm phiền phức cho anh rồi. Để có sáo, chỉ cần là Lưu, là chuyện của quân trưởng Lưu Minh Thành, tôi nhất định sẽ giúp một tay. Anh cũng biết tư lệnh Lưu Minh Thành sao? Lúc anh ấy là quân trưởng quân đoàn 15, tôi còn là lính cần dụ của anh ấy. Lão quân trưởng là một người tốt. Anh ấy đối với cấp dưới trước giờ luôn thương lính như con. Sau này anh ấy thay đổi đi theo quân cách mạng. Mấy người chúng tôi thì lại không muốn xa nhà, nên tất cả đều ở lại. Nên chúng tôi vẫn cảm thấy nợ lão quân trưởng một ân tình. Có thể có cơ hội làm việc cho lão quân trưởng, đây là vinh hạnh cho chúng tôi. Vậy thì tốt quá. Lúc nào chúng tôi có thể gặp được Lữ trưởng Hứa Kiến Sương? Hôm nay là ngày tôi trực ban, anh ấy đang ở trong văn phòng. Tôi lập tức dẫn các anh tới gặp Lữ trưởng ngay. Vậy thì tốt quá. Cảm ơn đại đội phó Triệu. Đại đội phó, hai chị này là người quen của Lữ trưởng, tôi dẫn họ vào gặp anh ấy. Một, hai, Lữ trưởng trên lầu, được rồi. Một, hai. Một, hai, một. Đội phó Mã, sao vậy? Triệu Đức Quý dẫn hai người đó đến đây để làm gì? Chuyện này tôi không biết, chắc là người quen thôi. Làm phiền anh ra ngoài cửa hỏi lính gác thử xem. Có cần phải làm như vậy không? Dù là ai thì cũng là lính thôi mà. Chuyện này là để đề phòng rắc rối. Anh ra ngoài hỏi lính gác đi, tôi đây chờ tin của anh. Được rồi, được rồi. Báo cáo. Vào đi. Triệu Đức Quý, có chuyện gì sao? Báo cáo Lữ trưởng, bên ngoài có hai người được xin gặp anh. Không phải tôi nói rồi sao? Ai tôi cũng không gặp. Hai người này tương đối đặc biệt, mong anh tốt nhất vẫn nên gặp một chút. Tại sao? Là người do lão quân trưởng phái tới. Người đang ở đâu? Đang chờ ngoài cửa phòng làm việc. Nếu là lão quân trưởng có viết lá thư cho anh, họ muốn tự tay giao cho anh. Mời họ vào đi. Nói với lính gác, không có lệnh của tôi, không ai được phép vào trong, rõ. Hai vị, mời. Chào trưởng quan Hứa. Hai chị đường xa đến đây, hoan nghênh, hoan nghênh. Đại đội phó Triệu,
Hai vị mời ngồi. Xin hỏi hai vị họ gì? Tôi họ Trần, tên Trần Nhất Nam. Anh ấy họ Lưu, Lưu Thiên Tuấn. Chúng tôi thuộc đội tiền trạm Hồng Quân. Lần này đến đây là nhận lời quy thác của tư lệnh Lưu Minh Thành, tới gửi cho anh một lá thư. Lão quân trưởng có khỏe không? Lão quân trưởng hiện giờ sức khỏe vẫn rất tốt, vẫn còn nhớ tới những thủ hạ của mình. Lão quân trưởng là ân nhân của tôi. Năm đó sau khi ra trường, vào thẳng quân đoàn 15 là do lão quân trưởng đề bạt. Có thể nói, nếu không nhờ lão quân trưởng thì không có Hứa Kiến Sương ngày hôm nay. Đây là thư mà chính tay tư lệnh đã viết cho anh, gửi Hứa Kiến Sương.